Chào mừng mọi người đến với bản tin nhanh của CryptoLeaksVN ngày hôm nay. Đây là CryptoLeaksVN và bạn đang nghe đọc báo cùng CryptoLeaks mỗi ngày. Step & GMT mất 1/3 giá trị sau lệnh cấm từ Trung Quốc. Trò chơi di chuyển để kiếm tiền dựa trên Solana, Step & đang ngừng hoạt động ở Trung Quốc bằng cách chặn người dùng thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS. Công ty đã công bố hôm thứ Năm, sau khi tin tức này được công bố, giá GMT token quản trị của dự án đã mất hơn 30% giá trị chỉ trong vòng 24 giờ qua. Hồ sơ của Step & GMT đã thông báo rằng họ sẽ kết thúc hoạt động tại Trung Quốc vào ngày 15 tháng 7 năm 2022. Theo cách này, tất cả người dùng sẽ được kiểm kê và GPS của họ sẽ bị dự án chặn vào ngày đó. Nếu không có dịch vụ GPS, những người chơi sở hữu giày NFT sẽ không thể kiếm được mã thông báo cho quá trình di chuyển của họ. Thông báo về tài khoản hiện tại của Trung Quốc đại lục. Người dùng Step & thân mến, để chủ động đáp ứng các chính sách quy định liên quan, Step & sẽ tiến hành kiểm kê người dùng phần mềm. Nếu người dùng được tìm thấy ở Trung Quốc đại lục, Step & sẽ ngừng cung cấp GPS cho tài khoản của họ vào nửa đêm ngày 15 tháng 7 năm 2022, theo điều khoản sử dụng và dịch vụ định vị IP. Công ty cho biết trong một tweet và nói thêm rằng Step & chưa bao giờ kinh doanh ở Trung Quốc. Với việc Trung Quốc loại bỏ trò chơi Step &, giá trị mã thông báo GMAT đã giảm 35% trên các sàn giao dịch trong 24 giờ qua, hiện có giá 0,88 đô la mỗi GMT kể từ khi đặt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 4 năm 2022. Trò chơi đã mất 78% giá trị thị trường. Động thái chính thức cấm người dùng từ Trung Quốc đại lục của Step & không hoàn toàn gây ngạc nhiên. Các hoạt động liên quan đến tiền điện tử đã bị cấm trong khu vực kể từ năm 2017. Lệnh cấm toàn diện của các nhà chức trách cũng dẫn đến một cuộc di cư ồ ạt của các thợ đào Bitcoin khỏi đất nước vào năm ngoái. Bước đi mới nhất này của Trung Quốc đối với Step & được dự báo sẽ ảnh hưởng đến cơ sở người dùng của dự án. Tuy nhiên, con số này sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến dự án về lâu dài, bởi theo một báo cáo gần đây, Step & đã xác nhận rằng người dùng Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 5% trong tổng số khoảng 3 triệu người dùng đang hoạt động của họ. Và đó là bản tin nóng của ngày hôm nay. Đọc báo cùng CryptoLeaksVN mỗi ngày, nâng cao kiến thức crypto. Xin chào và hẹn gặp lại!
Và đó là tất cả bản tin nóng của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đọc báo cùng CryptoLeaks VN, nâng cao kiến thức crypto.